Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 1 trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay các em sẽ được học cách đếm, lập số, đọc, viết số 9, nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 9, so sánh các số trong phạm vi 9. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 44. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh có bao nhiêu quả măng cột. Bây giờ chúng ta cùng nhau đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Có 9 quả măng cột. Tiếp theo các em hãy đếm xem trong hình vuông này có bao nhiêu chấm tròn. Bây giờ các em hãy cùng cô đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Có 9 chấm tròn. Có 9 quả măng cụt. Có 9 chấm tròn. Ta có số 9. Các em hãy đọc theo cô nhé. 9 9 9 Đây là cách viết số 9. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ tiến hành làm một số bài tập thực hành. Bài tập thực hành số 1. Trong bài tập này, yêu cầu các em viết số 9 và dạy số theo thứ tự từ 6 đến 9. Bây giờ, các em hãy lấy bảng con và phấn ra nhìn lên bảng xem video hướng dẫn cách viết và viết theo nhé đã viết xong chưa? Bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập thực hành tiếp theo. Bài tập số 2. Trong bài tập này, cô sẽ hướng dẫn các em cách bật các ngón tay lần lượt từ 1 đến 9 để thành lập số 9. Bây giờ các em vừa bật ngón tay vừa đếm theo cô nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tiếp theo, các em hãy nhìn xem ở đây có bao nhiêu hình tròn. Bây giờ các em hãy cùng cô đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Các em hãy lấy thẻ số 9 có trong bộ đồ dùng học tập của mình để thể hiện số lượng hình tròn. Bài tập thực hành tiếp theo là bài tập số 3. Trong bài tập này, chúng ta sẽ dựa vào số lượng và màu sắc của các cục Lego đồ chơi được xếp theo từng hàng để nói cách tách gộp 9. Ở đây có 4 hàng. Quan sát cô thấy số lượng Lego ở mỗi hàng là bằng nhau. Bây giờ, Cô sẽ đếm hàng đầu tiên và chúng ta sẽ biết được số lượng lego ở các hàng còn lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy, mỗi hàng có 9 cục lego. Ở hàng này, 9 cục lego, trong đó có 8 cục lego màu xanh và 1 cục lego màu đỏ. Cô sẽ nói là 9 gồm 8 và 1 hoặc là 9 gồm 1 và 8. Gộp 8 và 1 được 9. Gộp 1 và 8 được 9. Tiếp theo, ở hàng này, 9 cục Lego, trong đó có 7 cục Lego màu xanh, 2 cục Lego màu đỏ. Cô nói là 9 gồm 7 và 2 hoặc là 9 gồm 2 và 7. Gộp 7 và 2 được 9. Hoặc là gộp 2 và 7 được 9. Ở hàng này, 9 cục Lego, trong đó có 6 cục Lego màu xanh, 3 cục Lego màu đỏ. Cô sẽ nói là 9 gồm 6 và 3 hoặc là 9 gồm 3 và 6. Gộp 6 và 3 được 9. Gộp 3 và 6 được 9. Tiếp theo, ở hàng này, 9 cục Lego, trong đó có 5 cục Lego màu xanh, 4 cục Lego màu đỏ. Cô nói là 9 gồm 5 và 4. Hoặc là 9 gồm 4 và 5. Gộp 5 và 4 được 9. Hoặc là gộp 4 và 5 được 9. Tiếp theo của phần thực hành, cô sẽ giới thiệu với các em về đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây là hình ảnh cửu đỉnh. Cửu có nghĩa là chính. Cửu đỉnh có nghĩa là chính cái đỉnh. Hiện nay, Cửu đỉnh nằm ở thành phố Huế. Cửu đỉnh gồm chín cái đỉnh đồng, mỗi đỉnh có một tên riêng ứng với thụy hiệu của mỗi vị hoàng đế triều Nguyễn. Trên mỗi đỉnh, người ta đều chạm khắc 17 bức họa tiết và một bức họa thư gồm các chủ đề về vũ trụ, núi sông, chim thú, sản vật, vũ khí, tập hợp thành bức tranh toàn cảnh của đất nước Việt Nam thống nhất thời nhà Nguyễn. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Trong phần luyện tập này, các em sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1 Trong bài tập số 1 này, các em sẽ dùng các thẻ số từ 1 cho đến 9 để đặt vào các ô trống có dấu hỏi chấm, tương ứng với số lượng chấm tròn có trong từng hình vuông. Cô ví dụ, ở đây bài mẫu đã làm cho chúng ta xem Hình vuông này có 3 chấm tròn, vì vậy ở đây đặt thẻ số 3. Hình vuông này có 4 chấm tròn, vì vậy ở đây đặt thẻ số 4. Tương tự như vậy, các em hãy bấm dừng video lại, đặt các thẻ số từ 1 đến 9 vào các ô trống có dấu hỏi chấm, tương ứng với số lượng chấm tròn có trong từng hình vuông. các em đã làm bài xong chưa? Bây giờ, các em hãy đối chiếu lại với kết quả của cô nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau khi đặt các thẻ số phù hợp vào các ô trống, cô biết được đây là dãy số theo thứ tự từ 1 đến 9. Tiếp theo, các em cũng dùng các thẻ số từ 1 cho đến 9 đặt vào các ô trống này để tạo thành dãy số phù hợp. Các em hãy dựa vào các số đã điền sẵn gợi ý cho chúng ta để chúng ta biết được dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé hay từ bé đến lớn để chúng ta đặt thẻ số cho phù hợp. Cô ví dụ. Ở đây là số 2. Ở đây là số 4. Như vậy số ở giữa số 2 và số 4, đó là số 3. Cô đặt thẻ số 3 vào ô trống này, cô được dãy số như sau. 2, 3, 4. Ở đây là số 7, ở đây là số 8. Cô biết được phía trước số 7 là số 6, phía sau số 8 là số 9. Cô được dãy số như sau. 6, 7, 8. 9 Tiếp theo, ở đây đã điền cho chúng ta số 8. Ở đây đã điền cho chúng ta số 6. Cô biết được số ở giữa số 8 và số 6 đó là số 7. Như vậy, chúng ta sẽ thấy dãy số đi theo quy luật là từ lớn đến bé. Và cô sẽ đặt các thẻ số như sau. 9 8 7 6 5 Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Tìm số và giải thích cách làm. Quan sát bức tranh có trong bài tập. Cô thấy bức tranh vẽ mèo, gà, vịt, ếch và có bốn ngôi nhà, ngôi nhà của mèo, ếch, vịt, gà. Mỗi ngôi nhà là một sơ đồ tách gộp. Các em hãy cho cô biết tại sao nhà của mèo lại điền số như thế này? Để biết được, các em hãy cùng cô đếm số mèo nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy, có tất cả là 8 con mèo. Trong đó, cô thấy có một con mèo mẹ, còn lại là 7 con mèo con. Vì vậy, ở ngôi nhà của mèo mới điền số như thế này. 8 gồm 1 và 7. 8 gồm 7 và 1. Gộp 1 và 7 được 8. Gộp 7 và 1 được 8. Tiếp theo, chúng ta sẽ đếm số lượng ếch và điền số thích hợp vào ngôi nhà của ếch nhé. 1 2 3 4 5 6 Có 6 con ếch. Vì vậy, ngôi nhà của ếch ở ô này, cô sẽ điền số 6. Quan sát tiếp cô thấy, trong 6 con ếch có 3 con ếch ở phía bên trái và 3 con ếch ở phía bên phải. Vì vậy, cô sẽ điền số thích hợp vào ngôi nhà ếch như thế này. Cô được sơ đồ như sau: 6 gồm 3 và 3. Gộp 3 và 3 được 6. Tiếp theo Chúng ta sẽ đếm số lượng vịt để điền số thích hợp vào ngôi nhà của vịt nhé. 1 2 3 4 5 Có 5 con vịt. Vì vậy, ở đây cô điền số 5. Quan sát những con vịt cô thấy. Trong 5 con vịt có 2 con vịt to và 3 con vịt nhỏ. Do đó, ở ngôi nhà của vịt, cô sẽ điền số như sau. 5 gồm 2 và 3 hoặc cô có thể đọc ngược lại 5 gồm 3 và 2 gộp 2 và 3 được 5 gộp 3 và 2 được 5 Tiếp theo, chúng ta sẽ đếm số lượng gà để điền số thích hợp vào ngôi nhà của những con gà nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Có 9 con gà, vì vậy ở ô trống này cô điền số 9. Quan sát hình ảnh những con gà, cô thấy được trong 9 con gà có 4 con gà đi về phía bên tay phải và có 5 con gà đang đi về phía bên tay trái. Vì vậy, cô sẽ điền số thích hợp vào ngôi nhà của con gà như thế này. Bây giờ cô sẽ đọc sơ đồ nhé. 9 gồm 4 và 5 hoặc là 9 gồm 5 và 4. Gộp 4 và 5 được 9. Gộp 5 và 4 được 9. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Trong bài tập này, các em sẽ dùng các thẻ dấu so sánh, so sánh hai số với nhau trong phạm vi 9. Cô sẽ so sánh 8 với 9. Cô dựa vào dãy số theo thứ tự từ 1 đến 9 và cô biết được rằng số 8 đứng ở phía trước số 9. Vì vậy, 8 sẽ bé hơn 9 và ở đây cô đặt dấu bé. Các em đọc theo cô nhé. 8 bé hơn 9. Tương tự như vậy, các em hãy bấm dừng video lại, dựa vào dãy số theo thứ tự từ 1 đến 9, so sánh các số còn lại với nhau và đặt thẻ dấu so sánh thích hợp vào các ô trống có dấu hỏi chấm. Các em đã làm bài được chưa? Bây giờ các em hãy đối chiếu lại với kết quả của cô. 9 lớn hơn 5. 7 lớn hơn 4. 9 bằng 9. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé xin chào và hẹn gặp lại